Em Trâm xin được gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Các bác ơi, thì ngày hôm nay em sẽ review và quay lên cho các bác xem một cái mẫu xe phân khúc hạng D, một mẫu xe hạng sang, một mẫu xe mà lúc mới nó cực kỳ là nhiều tiền các bác nhá, nó là tiền tỷ luôn. Và ngày hôm nay thì bên em sẽ bán cho toàn thể các bác nhà mình chiếc xe này với cái giá là chỉ có trên 300 triệu đồng thôi. Đấy, một con xe mà lần đầu tiên em mua được, bởi vì đây nó là một con xe màu đỏ các bác nhá, màu đỏ mà lần đầu tiên em mua được, chứ còn nếu là màu đen hoặc là màu ghi thì bên em mua được rất là nhiều rồi, nhập về rất là nhiều rồi, nhưng mà màu đỏ như này thì lần đầu tiên các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem chiếc xe nhìn rất là long lanh đúng không ạ, một con xe với cái chiều dài xích xuất là 5m các bác nhá, cho nên là khi mình chạy mình vận hành ấy, nó sẽ chắc chắn và nó sẽ rất là đầm, và ngồi bên trong ấy nó sẽ không bị kích vướng các bác nhá. Đấy, mẫu này với lại mẫu Camry với lại mẫu Accord với lại Solata thì đây là một trong những chiếc xe nó là phân khúc hạng D các bác nhá. Đây em có một con xe Accord nữa đây này các bác này, rồi có Solata, có cả Camry nữa. Các bác nào quan tâm đến những dòng xe phân khúc D thì mời các bác qua siêu thị ô tô Hải Dương để xem, rất là nhiều xe cho mình lựa chọn. Và đây bây giờ thì em sẽ quay các bác mình xem gần một chút để các bác thấy được cái độ đẹp của cái chiếc xe Tiana này nó như nào các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, cặp đèn pha của xe còn rất là trong, và với lớp sơn của xe thì còn rất là bóng các bác nhìn này. Rất là bóng đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, và trang bị thì rất là nhiều tính năng. Thì em sẽ quay phần nội thất bên trong để các bác xem nhá. Bên ngoài có nút bấm một chạm và có tay nắm ốp lốc, cho này ốp lốc, và có xi nhan trên gương. Đăng kiểm của xe còn rất là dài. Đấy, la đúc nguyên bản theo xe, phanh đĩa, phanh ABS đầy đủ các bác nhá. Đấy, rồi những cái phần lẹp ở phần chân cánh này là cũng đã được ốp lốc rồi. Nội thất của chiếc xe này được thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe, và vẫn còn cực kỳ ok, không bị kém, không bị xấu các bác nhá. Đấy, không bị kém xấu gì. Đấy, nội thất bằng da từ cái phần táp ni cánh cửa này. Đấy, từ cái phần táp ni cánh cửa này cho đến phần ghế da, cho đến phần ghế da đây nhá. Rồi cho đến cái phần táp lô của chiếc xe, các bác nhìn xem. Hoàn toàn bằng chất liệu da luôn. Và được trang bị có những gì nữa thì em sẽ quay các bác mình xem luôn nhá. Đấy, chỗ này là có túi khí an toàn này. Đấy. Rồi chỗ này là có đề lỗ thông minh start top này. Đấy, chìa khóa thông minh của chiếc xe đây. Đây nhá, chìa khóa thông minh đây. Có thể mình đeo cặp quần. Đấy, và chỗ này đựng nước, đựng đồ, và mình có thể đựng chìa khóa vào đây. Và với cần số tự động đây các bác này, cần số tự động của chiếc xe đây ạ. Đấy, hiển thị điện ở khu vực này các bác nhá. Rồi đây là hệ thống điều hòa và hệ thống âm thanh của chiếc xe. Nó là nguyên bản theo xe từ lúc mới các bác nhá. Theo xe từ lúc mới luôn. Và đây là cái màn hình, cũng là màn hình theo xe luôn đây này các bác này. Đấy, và đây là một số những cái nút bấm để mình điều khiển cái hệ thống âm thanh của chiếc xe các bác nhá. Đấy, và vô lăng thì sao? Đấy, vô lăng đây, vô lăng vẫn còn cực kỳ là ok nhá. Và trang bị một số phím điều khiển thì các bác thấy đây thì có nút đi ga tự động này. Đấy, công tắc phím bấm đây, mình có thể gạt lên gạt xuống như này để mình sẽ ga cái máy lên các bác nhá, mà không cần phải đạp cái chân ga này, không cần đạp chân ga này các bác nhá, rất là hay đúng không ạ. Túi khí an toàn được làm ở giữa đây. Đấy, và bên đây thì sẽ có một số nút bấm phím điều khiển hệ thống âm thanh. Và các bác nhìn cho em là vô lăng của xe, cái cạnh vô lăng này vẫn còn đẹp. Đấy, bởi vì đây là một chiếc xe mà chạy không nhiều thì những cái phần cạnh của vô lăng nó mới được đẹp như này các bác nhá. Đấy, vô lăng của xe đây được ốp cái vô lăng nhìn rất là đẹp mắt. Và khu vực bên đây đấy ạ, thì các bác có thể nhìn thấy là cũng đã được trang bị thêm một cái áo hạt gỗ, ngồi mùa hè nó sẽ mát hơn. Đấy, nó sẽ thoáng hơn đúng không ạ. Và vị trí này là vị trí tì tay và cũng là cái cốp để mình đựng đồ nhá. Đây, nó làm hai lớp. Đấy, hai lớp để mình đựng đồ nhá. Đấy, các bác nhìn mình có thể thấy. Đấy đúng không ạ. Ở trong đây thì sẽ có cái chỗ để mình châm thuốc lá, cổng điện ra 12V và chỗ gạt tàn thuốc lá luôn. Và đây cần số của xe đây, cần số của xe các bác thấy vẫn còn ok đúng không ạ. Và những vị trí sơn vân gỗ đây các bác nhìn này. Đấy, sơn vân gỗ đây vẫn còn ok, khá là mới luôn này. Đấy, khá là mới luôn. Chỗ này là một cái cốp đồ nhá. Và bên trong đây thì cũng có thêm một cái đầu giải trí nữa. Đấy, có cổng USB này. Đấy, rất là hay. Chiếc xe thiết kế ra nhìn này, thứ nhất là đẹp rồi, và lại hiện đại tiện nghi nữa đúng không ạ. Ở chỗ này có một cái vị trí cửa để mình thổi lên kính, sấy kính khi bị chấp kính các bác nhá. Và đây là có hắt kính nữa này. Đấy, nó sẽ chiếu cái những cái số km lên trên kính để các bác nhìn nhá. Đấy, rất là hay. Và đây á,
Ở đây đó, thì các bác thấy này, có định vị GPS này, rồi gương, đây là gương chống chói các bác nhá. Trần của xe là trần nỉ. Tất cả các phần nội thất bên trong của xe vẫn là phần zin nguyên bản, tôn vỏ của xe còn ngon các bác nhá. Tôn vỏ đây. Và dòng này là dòng xe được nhập khẩu nguyên trước từ nước ngoài về, cho nên là nó rất là cứng chắc. Mẫu xe được mang tên là Nissan Tiana, có năm sản xuất là 2009, số tự động, và với động cơ của chiếc xe là 2.0 các bác nhá. Đấy, một con xe phân khúc hạng D, một xe phân khúc hạng sang. Form dáng rất đẹp mắt luôn. Và những dòng xe này đấy ạ, chạy cực kỳ đầm và rất là chắc chắn các bác nhá. Nếu mà tầm tiền trên 300 triệu đấy ạ, thì em chưa thấy con xe nào mà nó lại chạy xuống bằng cái dòng xe Tiana luôn. Đấy, chưa thấy con xe nào các bác nhá. Không biết là các bác đã từng chạy con xe nào mà chạy sướng hơn chưa, chứ còn em đã từng chạy rất là nhiều Camry rồi, rồi Honda, hoặc rồi Sonata các thứ, nhưng mà để mà nói trên 300 triệu tầm tiền như con xe này thì chưa con nào chạy bật sướng bằng các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ đi một vòng xung quanh để các bác ngắm về cái mẫu xe được mang tên là Tiana này của bên em. Các bác quan tâm đến chiếc xe này, các bác liên hệ trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline là số 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389. Đấy, các bác liên hệ cho bên em theo ba số đó để được chốt giá đẹp cho cái con xe được mang tên là Tiana này các bác nhá. Đấy, các bác nhìn xem với lớp sơn của xe rất đẹp mắt, rất là bóng đúng không ạ? Đấy, logo tem mác của xe vẫn nguyên, chỗ này ốp lốc này, đấy ốp lốc này. Và đèn của xe là đèn xịn, và các bác nhìn xem là có đèn led này, ban đêm bật lên nó sẽ sáng theo cái vùng này. Đấy. Rất đẹp mắt các bác nhá. Đấy, chiếc này là lăn bánh đi ra ngoài đường người ta cũng sẽ biết đây là một mẫu xe sang rồi. Đấy. Rất là dài, rộng, to, cao. Lốp của xe thì còn dày các bác nhá. Đây, nội thất các bác nhìn này, tất cả cái phần táp ly cánh cửa, bốn cánh, rồi ghế trên, ghế dưới của xe đây. Đấy. Da xịn cao cấp nguyên theo xe, chưa bị xấu, chưa bị rách các bác nhá. Và nó nhăn này là nhăn theo xe luôn, nhăn của nhà máy người ta thiết kế như vậy, riêng dòng Tiana nó thiết kế như vậy các bác nhá. Và có cửa gió thổi đèn phía sau các bác nhìn kìa. Và sẽ có là hai màn hình giải trí này các bác nhìn. Đấy, có hai màn hình giải trí đặt ở hai cái gối đầu cho người ngồi phía sau các bác nhá. Và trần của xe thì cũng đã lên trần 5D rồi. Kính của xe là đều được bọc dán toàn bộ xung quanh rồi các bác nhá. Và đây, em sẽ sang bên đây em quay cho bác mình xem qua một chút. Tí em sẽ quay thật kỹ, thật chi tiết để các bác ngắm từng phần các bác nhá. Ở chỗ này thì trang bị có gì ạ? Là gương kính điều chỉnh điện này, cục gương tự động đây. Đấy các bác nhá. Và chỗ này được sơn vân gỗ đây, nguyên zin nguyên bản này. Rồi ghế lái của xe được trang bị là ghế điện các bác nhá. Đấy, ghế điện đây. Rồi cái vị trí này thì các bác thấy là có mở cốp bằng điện, mở xăng bằng điện, rồi chỉnh đèn sáng tối đây. Chỗ này là cảm biến đây. Đấy các bác nhá. Đấy, chỗ này là mình chỉnh mặt đồng hồ. Đấy. Hệ thống lái, hệ thống phanh của xe thì rất ok, chuẩn chỉ luôn. Đấy. Máy số cực chất các bác nhá. Máy số của xe thì các bác yên tâm, mình không chê được về máy và số của cái chiếc xe mang tên là Tiana của bên em. Và tiện đây thì em cũng giới thiệu luôn với toàn thể các bác là siêu thị ô tô Hải Dương sẽ có là 3 con xe Tiana như thế này để cho toàn thể các bác mình tham khảo lựa chọn các bác nhá. 3 con liền. Đấy. Và Sonata thì bên em cũng đang có là 2 con, và Accord cũng đang có là 2 con. Đấy, với tầm tiền cũng loanh quanh 300 mấy, loanh quanh trên 300 triệu một con các bác nhá, 300 mấy, tầm khoảng dưới 400. Đấy, nhìn đây thì các bác có thể thấy là tổng thể cái phần đầu của chiếc xe đúng không ạ? Đấy, chiếc xe rất đẹp mắt luôn, cặp đèn pha các bác nhìn này. Bây giờ thì em sẽ quay các bác xem chi tiết cái phần đầu của chiếc xe đi. Đấy các bác nhá, các bác nhìn nhá. Đấy, nào răng đây. Bây giờ thì quay gần một chút cái phần đèn đi, các bác nhìn này. Đấy, đèn của xe rất là mới luôn các bác nhìn này. Đấy, đèn xịn nhá. Đấy. Đèn xịn đấy ạ. Rất là dày, rất là cứng. Nước sơn rất là bóng đây. Nói chung là đây là một chiếc xe đẹp các bác nhá, một chiếc xe nó cứ đều đều. Đấy, một chiếc xe nó không có cái chỗ nào để mà xấu mà kém, không có chỗ xấu kém các bác nhá. Gọi là chỉ gọi là hơi cũ đi một chút theo thời gian, một vài vị trí thôi, chứ còn không có chỗ nào là bị kém. Còn đây là phần đầu này, các bác nhìn xem, các bác nhìn kỹ nhá, mặt nạ ga lăng của xe đây được ốp lốc này, và những cái thanh ở trên mặt nạ này các bác nhìn thấy là không bị gãy vỡ gì. Đấy, nước sơn có thể là soi được gương, chạy sướng lắm. Bác nào mà mình chưa biết đến cái dòng xe này
thì các bác mình có thể tham khảo qua nhá. Một dòng xe đến từ thương hiệu của Nhật, chiếc xe Nissan Terna đến từ thương hiệu của Nhật Bản, rất là lành tính, bền bỉ và cũng rất là tiết kiệm chi phí, tiết kiệm rồi cả nhiên liệu nữa. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe 2.0 này thì nó tầm khoảng là gần chục lít trên 100 km các bác nhá. Đây, em quay đang quay rất là gần đây. Đấy, em quay rồi, giờ em quay lại cho nó chi tiết một chút, đúng không ạ? Kính của xe là bọc dán toàn bộ xung quanh rồi. Đấy, gương có chế độ cụp các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác xem đến cái phần nội thất bên trong thật là chi tiết. Chỗ này thì lấy em quay một số vị trí rồi, giờ em sẽ lướt qua những cái vị trí mà em đây các bác nhìn nhá. Đây, chỗ này là phần bếp cánh cửa thì có thấy là keo chỉ của nó vẫn còn đây. Đấy. Xe cam kết tới toàn thể các bác, không có những cái lỗi tai nạn đâm đụng rồi ngập nước thủy kích gì đâu các bác nhá. Rồi những vấn đề về pháp lý nữa, giấy tờ sang tên các thứ bên em sẽ hỗ trợ cho toàn thể các bác mình. Đấy. Ra tên chính chủ mình. Các bác mua, các bác chỉ cần có thể là mình đặt cọc để bên em sang tên cho. Rồi sang tên xong các bác lấy xe, hoặc là các bác lấy xe về rồi mình cứ để nguyên biển mình đi cũng được. Và sau này một thời gian sau, nếu mà bác nào thấy chiếc xe này phù hợp với mình, muốn để lâu đi lâu dài thì lúc đó các bác bảo bên em sang tên cho cũng được nhá. Bất cứ lúc nào sang tên đều được hết. Rồi bây giờ thì em quay này, các bác nhìn xem, chất liệu da xịn đây nhá. Chất liệu da xịn đấy ạ, các bác nhìn xem. Đấy, ok chưa ạ? Những cái phần tì tay này các bác nhìn này, những cái phần tì tay vẫn là da xịn thì các bác thấy là nó không có hiện tượng cái nứt rách gì ở phần da này, đúng không ạ? Rồi đối với cái phần sơn vân gỗ này cũng vậy này. Phần tay lắm cầm bám này các bác nhìn này. Đấy, vách cửa đây nhá. Ở chỗ này thì các bác thấy là cũng đã được ốp một cái lốp và cũng là cái hiệu của Terna luôn. Vách cửa đây, những con bu lông ốp vít, những cái phần móc khóa các bác nhìn thấy vẫn còn đen xì và vẫn còn chấm sơn màu vàng. Chỗ này anh chủ trước cũng đã được thiết kế thêm một cái gioăng nữa để chống ồn và cũng là chống bụi. Đấy. Cột kèo đinh tán đây. Cột kèo nguyên zin, không mất một đinh nào các bác nhá, không mất một đinh nào luôn. Đấy, ghế da là đẹp cả bộ. Đấy, chỗ này thì em quay rồi thì em sẽ quay lướt qua thôi, đúng không ạ? Đấy, trần đây, các bác nhá, trần đây này. Bốn kinh điện lên xuống êm và rất là nhẹ. Đây, em sẽ gõ cái tôn cho bác nghe. Đấy. Kêu long con cả, đúng không ạ? Rồi với nước sơn thì rất là sáng bóng. Tí sẽ đóng cửa lại, quay cho các bác xem cái vỏ sau. Đấy, tiếp tục một cái mép cánh cửa nữa các bác nhá. Đây, các bác nhìn xem. Rất là chi tiết và đầy đủ cẩn thận. Từng ngóc ngách, từng những cái vị trí nhỏ sẽ được em quay kỹ như thế này để các bác ngắm. Các bác cứ ngắm trên hình thức này đi. Còn những cái mà các bác không nhìn thấy như là máy gầm thì bên em sẽ đảm bảo cho các bác yên tâm nhá. Đây các bác nhìn này. Ở chỗ này thì nó là cái vách cửa tiếp theo, cái lòng trong cánh cửa. Chỗ này thì bị nó chỉ là bụi thôi nhá. Đây nâu cái này nó đã hết rồi này. Đây, chỗ này bụi này nâu hết này các bác này. Đấy, lòng trong sơn xi xe rất là sáng đẹp rồi. Gioăng cửa đẹp, không bị rách. Đấy, bộ ghế cũng vậy, không bị rách. Đây là những cái phần vách cửa tiếp theo. Các bác nhá, bác nào mà thấy chiếc xe này phù hợp rồi, mà các bác nhìn trên hình thức này thấy ok rồi thì gọi điện bên em để bên em chốt giá đẹp nhất cho toàn thể các bác nhá. Sẽ có một mức giá tốt nhất để các bác mua đối với mẫu xe này. Bên em thì xe nào cũng vậy, đều đưa cái giá ở trên phần tiêu đề hoặc là phần mô tả. Đấy, các bác cứ nhìn đó để mình biết giá đối với những cái mẫu xe bên em bán nhá. Đặc biệt là con xe này, bên em sẽ có giá sẵn ở trên đó rồi. Các bác nhìn vào tiêu đề. Các bác nhìn tiêu đề như vậy thì các bác cũng thấy giá. Và cái giá mà bên em ở đưa lên phần tiêu đề đấy ạ, cái giá bên em báo ra ở trên đây thì đó là một cái mức giá mà cho các bác tham khảo thôi. Cái mức giá chào bán, và mức giá đó là mức giá mà thị trường người ta cũng đang giao, người ta cũng đang chào bán các bác nhá, chứ không phải là em bán cao hơn hay là thấp hơn. Và giá đây em bán theo sát giá với thị trường. Đấy. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt ở đây nữa là bên em sẽ giảm bớt sâu cho toàn thể các bác nào thiện chí. Nếu bác nào mà đang quan tâm thiện chí đến một trong tất cả những chiếc xe của bên em thì bên em đều có thể là tính toán thương lượng làm sao hợp lý nhất, bớt sâu cho toàn thể các bác để các bác mua các bác nhá. Các bác yên tâm là mình đừng bảo giá cao, giá thấp vội, mà mình cứ tạm thời là mình cứ xem mình biết.
đã, nếu mà vào việc thì sẽ có một cái mức giá ok hơn nhiều các bác nhá. Đấy, tôn vỏ đây các bác nhìn này, sơn xi tôn vỏ xe rất là sáng bóng đẹp. Đấy, nhìn xe long lanh, những cái phần kính của chiếc xe này là cũng chưa bị xước nghe các bác nhìn này. Đấy, chưa bị xước đi luôn này. Đấy, lốc cũng đẹp, đẹp lốc cho đến đẹp cái gầm luôn, cốp to rộng để đồ thoải mái. Cặp đèn hậu, cặp đèn pha của xe còn rất là trong đẹp sáng, như là một chiếc xe đời cao đúng không ạ? Có cảm biến lùi ở phía sau này các bác nhé. Chiếc xe này em nhìn em lại liên tưởng đến một chiếc xe thương hiệu Mẹt các bác ạ. Vì form dáng nó rất là giống, kể cả như là đèn cũng vậy, nhìn rất là giống, mặt nạ ga lăng cũng vậy, rất là giống, nhìn rất giống Mẹt đúng không ạ? Các bác nếu mà mình thích logo Mẹt thì mình có thể độ logo rồi nhá. Đấy, độ vào không vấn đề đâu, độ vào thì nó chỉ là để trang trí thôi chứ còn không vấn đề gì nha các bác. Rồi tiếp tục thì em sẽ quay sang bên đây cho các bác mình ngắm đây. Đấy, đây nhá. Các bác thấy thế nào? Chiếc xe ok không ạ? Bên em toàn xe đẹp thôi, toàn tuyển chọn, toàn là nhập về những cái mẫu xe ok nhất. Các bác nhìn xem, những cái vị trí này là vị trí là người ngồi sau hay bám hay lắm hay tì tay vào. Thế mà các bác nhìn thấy này, nó không có dấu hiệu gì là bị xấu, bị kém gì cả đúng không ạ? Không bị bào mòn, không bị sứt rách gì đúng không ạ? Đây nhá. Đấy. Và âm thanh của chiếc xe này nhá, tuyệt đỉnh luôn. Âm thanh của xe tuyệt đỉnh luôn. Các bác mình nếu mà mình đến xem xe thì hãy bật cái âm thanh của con xe này lên, nghe chất cực kỳ nha các bác. Và đây là cái phần vách cửa tiếp theo này. Đấy rồi, em đóng cửa lại rồi. Bây giờ thì tiến hành mời các bác xem đến trong những cái vị trí nữa. Đấy, nằm trong phần mép cánh cửa đây, các bác thấy keo chỉ này. Đây các bác nhá, đây là cái phần tắp đi cánh cửa tiếp theo mà em sẽ quay sát sát một chút để các bác thấy. Đấy, tổng toàn bộ bốn cánh đẹp như nhau, bằng chất liệu da hết các bác nha, bốn cánh bằng da hết luôn. Đấy, da này là nhà máy người ta thiết kế nhé các bác, người ta thiết kế và người ta lắp đặt. Phần xoăng cũng vậy, ok. Rồi, vách cửa tiếp theo của chiếc xe đây, nên quay nhiều một chút vì đây một mẫu xe sang, em sẽ quay kỹ, em sẽ quay kỹ để các bác cảm nhận. Các bác ở xa ở gần mình cứ xem hết video. Ok rồi, nhấc máy gọi điện sớm nhá để chốt giá tốt nhất cho toàn thể các bác. Đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe Tenna này. Ngay bây giờ thì mời các bác xem đến cái phần sơn vỏ bên ngoài của chiếc xe. Đây. Các bác nhìn nhá. Đấy, sơn tôn của xe này. Đấy. Khung sườn đẹp, thân vỏ căng mịn. Không bị vã mát tí. Tôn vỏ kêu loang loáng các bác nhá. Dòng xe nhập này thì dòng xe Nhật mà nhập khẩu này thì tôn vỏ là cứng chắc bền bỉ rồi, khó để mục, để han, để mà mòn các bác nhá. Như vậy thì cái phần lộ ngoại thất em đã quay xong, còn gầm và máy nữa thôi, các bác chú ý xem nốt một chút nữa các bác nhá. Rồi hơi tối một tí đúng không ạ? Đây là cái phần gầm tiếp theo nha các bác. Đấy, gầm đây, gầm đẹp chưa và không có dấu hiệu gì là kém xấu đúng không ạ? Bắt đầu di chuyển và mở cho toàn thể các bác ngắm động cơ. Đấy, chiếc xe máy 2.0, 4 máy các bác nha, sử dụng 4 máy, 4 xi lanh. Đây, đây là tổng thể cái phần khoang máy, cái động cơ của chiếc xe này. Đấy. Máy đại chất luôn. Đấy, cái củ máy của xe là vẫn còn zin các bác nhá, củ đấy ạ. Vâng. Còn đây là cái phần capo. Đấy, capo các bác thấy tem vẫn còn này, tem vẫn còn. Và tổng thể khoang máy các bác nhìn xem, sáng sạch sẽ, đẹp. Đúng không ạ? Đẹp mắt. Máy số chất nha, máy số không lỗi các bác nhá. Đấy, lỗi êm ru luôn. Chạy thì tương đối là khỏe.
Bên em đã kiểm tra tổng thể toàn bộ về tình trạng chất lượng của chiếc xe rồi. Những cái các bác không nhìn thấy bên em đảm bảo cho các bác yên tâm. Còn những cái mà các bác nhìn thấy thì các bác cứ nhìn trên cái clip này nhá. Đây rồi, đây là phần gầm tiếp theo. Như vậy thì chiếc xe được mang tên là Tiana này em đã quay đến cho các bác biết thông tin xe mình thức. Các bác thấy chiếc xe phù hợp với mình và gia đình thì nhấc máy gọi điện sớm cho bên em theo 3 số điện thoại hotline 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389. Đây là 3 số điện thoại chính, cũng là 3 số Zalo bên em đang dùng. Các bác hãy kết nối nhập Zalo để được tư vấn và để được chốt giá đẹp nhất cho con xe này các bác nhá. Sang tên vận chuyển công chứng ủy quyền bên em sẽ hỗ trợ cho các bác, và ship xe chuyển xe bất cứ đâu trên toàn quốc bên em cũng hỗ trợ luôn. Thắc mắc gì các bác cứ Zalo nhá. Và các bác nếu quan tâm đến những chiếc xe khác thì các bác có thể các bác có thể đăng ký kênh để xem tất toàn bộ những chiếc xe mà bên em đang được trưng bày bán ở tại siêu thị ô tô Hải Dương. Có gần 200 đầu xe các loại để các bác tham khảo lựa chọn. Rất đa dạng xe các bác nhá, rất là đa dạng xe ô tô cũ để tràn ngập cả ra ngoài đường nữa luôn. Các bác có nhìn này. Rất nhiều, đặt tiền trên dưới 100 cho đến là gần 1 tỷ đồng một chiếc các bác nhá. Dạ vâng, video này thì em đã review và quay xong cho các bác mình xem rồi. Các bác hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện để mình sở hữu nó. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác ạ.